Đâu rồi? Bà Tân đâu rồi? À đây. Bà chào các cháu nhá. Bà chào các cháu nhá. Từ từ để tôi che cái rương lại cho mọi người bất ngờ. Mà thôi, để cái mặt tôi đi. Rồi. Chào bà hả? Chào bà đấy mọi người. Trời, bà nay lên kênh tôi, kênh xì chim tôi nè, phù hộ tôi nè. Mọi người chào bà đi, chào bà Tân đi. Bà Tân sẽ phù hộ cho. Mẹ. Trận này, à đâu, lần này mà bà Tân không phù hộ, tôi sẽ cho bà Tân vào thùng thùng xốp luôn. Tôi sẽ cho bà Tân vào thùng xốp. Mọi người biết thùng 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 xốp là cái gì? Trận này bà Tân không phù hộ tôi ra bộ đồ thì tôi quay x10, bà Tân không cho ra là tôi cho bà Tân vào thùng xốp luôn. Từ lại đấy. Làm kinh cho nó ngầu với bà. Chào bà. Bà mà không phù hộ là mẹ cháu cho bà vào thùng xốp luôn đấy. Ông đẹp kính rồi, khi nào ra là mẹ khụp xuống cho nó ngầu. Lên bà ơi, đừng để con phải tốn kim cương nhiều vì bộ này bà ơi. Bà thương con cháu tí đi, mai sau bà mất thì con cháu còn định mệnh này kia cho bà đúng không? Phận x10 nha anh em. Tôi vẽ cái đèn ông sao đi. Để hồi nữa tôi được cái đèn, tôi đi rước trước đèn. Cái đèn ông sao biết như vẽ như nào nhỉ? Vẽ như nào ta? Cái ngôi sao vẽ như nào nhỉ? Để tôi nhớ lại coi. Sao vẽ như nào ta? Ngôi sao vẽ như nào nhỉ? À nhớ rồi, nhớ rồi. Gạch ngang lên trên, gạch xuống, gạch chéo qua, gạch ngang, gạch chéo xuống, vẽ xuống đây, quanh vòng tròn, vẽ cái tay, vẽ cái thân người. Thân người, vẽ cái chân, vẽ cái chân ấy. Ở sao chân này sida ấy? Từ đây là mít à? Rồi vẽ thêm cái tay, cái tay nắm đấm, giơ ngón phắc lên. Ok, vẽ cái đầu. Hợp hợp lý chưa anh em? Vẽ đầu này xong cho nó cái vòi đây nữa. Rồi người thân mọc thêm cái chân đây nữa, mọc thêm chân đây nữa, vẽ vào đây, vẽ thêm cánh tay. Rồi giơ ngón phắc lên. Đó. Cong cong một chút xíu. Phắc du. Rồi lên vẽ cái mặt. Vẽ con mắt. Ui, mẹ ai vẽ đẹp thế nhở? Đẹp mẹ trên từng cái cọng lông nách ạ. Vẽ thêm cái vòi bên dưới nữa. Mẹ cho dài. Cho dài như vậy luôn.
Vẽ một phát X5 đi. Đầu tiên là đây là mặt trăng nha anh em. Đây là mặt trăng này. Thấy không? Đây là tôi vẽ chuyên nghiệp hơn nhiều. Bắt đầu vẽ gốc cây đa ở đây. Gốc cây đa. Gốc cây đa. Con này vẽ thật là hoàn hảo. Hoàn hảo trên từng cọng lông. Vẽ gốc cây đa ở siêu to khổng lồ. Gốc cây đa ở siêu to khổng cây đa vẽ siêu to khổng lồ đấy nhé. Lệch mẹ rồi. Tô màu cho cây đa đã. Dưới vẽ cái đầu, vẽ cái tay chị Hằng, vẽ thêm chú cuội đây nữa. Ai dạ, cái tay đâu? Ok rồi, vẽ thêm chú cuội đây nữa. Ok năm nay là năm con gì? 2 2 2 2019 là năm con gì anh em? Con cu à? Vậy 2019 năm con gì ta? Con nở con lợn, con heo hả? Bây giờ tôi sẽ vẽ con heo mà. Con heo vẽ như nào ta? Con heo vẽ như này đúng không? Tôi thấy mẹ rồi. Heo. Chiêu hộp mặt nạ đi chiêu. Hộp gì? Ơi hộp này tôi có mở rồi à, bộ nữa chứ, chỉ có đó cái bộ đồ tôi đâu ta. À đây đây bộ đồ đây rồi anh em, bộ đồ đây rồi. Trang bị nhanh đi. Why? Đầu gấu vãi nồi. Ngầu chơi anh em. Mày mày nhìn phát là biết dân chơi rồi. Nhìn phát là mày ít biết em khá bảnh rồi. Từ đã. Tôi làm cho nó quả áo nào đây. Thôi làm cho nó quả quần khác đi. Nhìn phát là biết em khá bảnh rồi. Mẹ làm quả dày thêm nữa là em trai khá bảnh luôn đấy. Được phải nồi. Thằng này